Phức tạp của dịch COVID-19, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã tăng cường các biện pháp phòng chống, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ lây lan dịch COVID-19 nhằm đảm bảo thông suốt các hoạt động, tạo sự yên tâm cho người dân khi đến khám chữa bệnh. Ngay tại khu vực ngoài cổng, bệnh viện tổ chức phân luồng, sàng lọc, xét nghiệm COVID-19 cho tất cả các trường hợp đến khám và điều trị. Để tránh tình trạng lây chéo, bệnh viện đã phân hai khu vực xét nghiệm riêng biệt. Trong đó, một khu vực dành riêng cho người dân, doanh nghiệp có nhu cầu test dịch vụ và một khu vực dành riêng cho người đến khám chữa bệnh. Và khi có kết quả âm tính thì mới được phân vào khu vực khám theo yêu cầu. Riêng đối với các đối tượng có yếu tố dịch tễ, có những biểu hiện ho, sốt, đau rát họng sẽ được thực hiện xét nghiệm tại một khu vực riêng biệt. Trong suốt quá trình từ khi tiếp nhận bệnh nhân, lấy mẫu chẩn đoán, nhân viên y tế của bệnh viện đều thực hiện quy trình chuyên môn đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi đến cổng thì mình cũng nhìn thấy là hiện tại là Lạc Việt thì có hai cổng khám chữa bệnh và test Covid. Thì hiện tại thì mình vào một cổng là cổng đi khám bệnh, thì sau đó thì vào đấy thì người ta sẽ sàng lọc Covid và sau đó có kết quả âm tính thì người ta sẽ cho vào bên trong để mà phòng chữa khám. Mình cảm thấy yên tâm khi đến đây khám chữa bệnh. Trong cái tuần vừa rồi là bản thân chúng tôi là người nhà và cả bệnh nhân được hai lần test, là bác sĩ đến tận phòng test trực tiếp. Và trong tuần vừa rồi đấy, tôi có về nhà một ngày thôi, nhưng mà chúng tôi vào cũng test rất cẩn thận, nghiêm ngặt và có khu test riêng cho bệnh nhân nội trú. Trung bình mỗi ngày có khoảng 200 lượt người đến làm các thủ tục xét nghiệm COVID-19. Qua xét nghiệm, bệnh viện cũng phát hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đây đều là các trường hợp bệnh nhân chủ động đến làm dịch vụ xét nghiệm, chứ không phải từ bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và được giám sát chặt chẽ. Khi phát hiện có các trường hợp đến xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện cho kết quả dương tính, bệnh viện đều thông báo đến chính quyền địa phương và nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan trong môi trường bệnh viện cũng như cộng đồng, đáp ứng các điều kiện theo Bộ Tiêu chí Bệnh viện An toàn phòng chống dịch COVID-19. Khi đến đây là tôi cũng thấy là nghe tin ở trong bệnh viện Lạc Việt là cũng có trường hợp F0, thì tôi cũng thấy muốn đến khám nhưng cũng thấy hoang mang. Nhưng khi đến thì tôi thấy là ở đây là họ cũng chu đáo và nhiệt tình, vẫn có hai khu riêng biệt là dành cho các doanh nghiệp test Covid, còn một cổng là riêng để dành cho các người dân đến khám bệnh bình thường. Bản thân tôi là đến đây khám là tôi thấy rất là hài lòng và yên tâm. Hiện nay, Bệnh viện Lạc Việt đã thiết lập hệ thống hàng rào sàng lọc 3 lớp, gồm lớp khai báo y tế ngay tại cổng vào, lớp thứ 2 tại vùng đệm của các khoa khám ngoại trú và lớp thứ 3 tại vùng đệm của các khoa điều trị nội trú, đảm bảo không để ca nghi nhiễm COVID-19 lọt vào trong bệnh viện. Do vậy, người dân có thể yên tâm đến khám và điều trị tại bệnh viện.